định đi chợ hả? Dạ, có việc gì không anh? Anh đọc báo trên mạng á, anh thấy mùa này nè, cải ngồng vừa nhiều, vừa rẻ nữa. Em nấu món đó cho anh ăn đi. Em cũng muốn lắm, nhưng mà không lẽ hôm nay nấu cải ngồng luộc, ngày mai lại cải ngồng xào cho anh ngán lắm. Trên mạng người ta nói đó, cải ngồng rất là tốt cho sức khỏe á, vừa sáng da nè, vừa sáng mắt nè. Đi em. Mà em đâu có biết nấu món gì khác với cải ngồng đâu anh. Đâu, để anh coi coi làm được gì nha. Đây nè, em thấy không? Cải ngồng trộn gà xé. Nhìn hấp dẫn ghê á. Ừ, ngon thiệt đó. Để em mua cải ngồng về chế biến món này nha anh. Ừ. Đầu bếp Thanh Vũ và Minh Châu xin chào mừng tất cả quý vị khán giả đang đến với chương trình Món Ngon Mỗi Ngày được tài trợ bởi công ty Ajinomoto Việt Nam. Thưa các bạn, hôm nay chúng ta sẽ thực hiện món cải ngồng trộn gà xé. Thưa các bạn, nguyên liệu để làm món cải ngồng trộn gà xé chúng ta cần có như sau: 200g cải ngồng, hành tây, cà rốt, 150g gà xé, tương cà, tương ớt bắc, dầu mè, mè trắng rang, dầu hào, một số gia vị thông thường và sốt mayonnaise aji mayo ngọt dịu. Đây là cải ngồng tôi đã mua về và đã tước bỏ sơ ở ngoài như vậy. Dạ. Và anh cắt khúc vừa ăn. Và gà chúng ta mua về, chúng ta luộc, chúng ta xé xui sớn như vậy. Đây là hành tây, chúng ta sẽ cắt ngang sớ dày khoảng 2 ly nha các bạn. Và chúng ta ướp vào đây một muỗng cà phê đường. Chúng ta để 15 phút thôi. Như vậy thì món gỏi của chúng ta sẽ ngon hơn vì không có mùi hăng của hành tây. Sẽ làm tăng cái hương vị nữa đúng không anh? Đúng vậy em ạ. Quý vị khán giả thân mến, chúng ta sẽ cắt ngang sớ của hành tây và ướp vào một chút đường để cho món ăn bớt mùi hăng và chắc chắn là sẽ dễ ăn hơn ạ. Kế tiếp ha, cà rốt này anh đã cắt khúc ngắn 5cm và bây giờ anh cũng cắt sợi luôn. Xong. Bây giờ kế tiếp các bạn, chúng ta sẽ luộc cái chỗ cải ngồng này. Để tiết kiệm thời gian trong khi chờ nước sôi thì tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn cách pha nước sốt để trộn gỏi. Trước tiên chúng ta cho vào đây 3 muỗng canh sốt mayonnaise aji mayo ngọt dịu, 1 muỗng rưỡi canh mè trắng rang giã nhuyễn như vậy, 1 muỗng cà phê tương cà nè, 1 muỗng cà phê tương ớt bắc nha các bạn, 1 muỗng cà phê dầu hào, 1 muỗng cà phê dầu mè, 1/4 muỗng cà phê muối, 1 muỗng cà phê giấm gạo lên men Ajinomoto. Bây giờ chúng ta hòa đều như vậy nha. Dạ, anh Vũ cho em hòa đi. Rồi, em xem coi nó có dậy mùi mè chưa. Mùi mè thơm ơi là thơm luôn vậy đó. Có phải tại vì anh Vũ đã rang rồi xong còn giã ra nữa không anh? Đúng vậy đó em ạ. Quý vị khán giả thân mến, chúng ta sẽ rang mè trắng nè, sau đó giã ra. Như vậy thì sẽ dậy cái mùi mè thơm, thật là thơm, làm món ăn hấp dẫn hơn. Và thưa các bạn, nồi nước chúng ta đã sôi rồi nè. Tôi cho vào đây nửa muỗng cà phê muối. Nước sôi rồi nha, anh sẽ cho cải ngồng vào luộc như vậy. Cải ngồng này chúng ta luộc khoảng độ chừng 3 phút thôi các bạn. Với những cọng cải nhỏ như vậy, chúng ta luộc khoảng 3 phút thôi là cải ngồng chúng ta sẽ chín. Rồi bây giờ cải ngồng đã chín ha, anh sẽ vớt ra cho ngay vào tô nước lá lạnh. Dạ. Để cải ngồng chúng ta giữ được có màu xanh tự nhiên. Anh lạnh như vậy, anh để vắt đi ráo nước. À, em thấy không? Thì anh dùng cái dĩa dài và anh cắt cái cải ngồng ha, có cái độ dài cũng tương đương với cái dĩa như vậy. Thưa các bạn, nguyên liệu chúng ta đã sẵn sàng rồi. Bây giờ chúng ta sẽ tới giai đoạn là trộn gỏi. Và đây ha, anh sẽ khuấy sốt đều như vậy. Tất cả chúng ta đã trộn đều như vậy lên ha. Tôi sẽ cho cái gà trộn này ha lên trên cái cải ngồng chúng ta đã luộc như vậy. Rồi chúng ta cho lên ngay chính giữa như vậy nha. Đó. Wow. Chúng ta nhớ đừng có che hết cái phần màu xanh của cải ngồng thì rất là uổng nha các bạn. Dạ. Rồi anh sẽ cho mè trắng rang ha. Anh cho một ít trên mặt như vậy, hồi nãy anh để dành lại á. Dạ. Rồi. Mè trắng rang anh cho một ít trên mặt vậy. Rồi anh cho tiếp bên đây những cái ớt sừng anh đã cắt sợi ha. Và cuối cùng anh cho một đọt cái lá húng lủi trên mặt như vậy. Bây giờ anh chuẩn bị sẵn đây nha, một cái chén cho em. Dạ cảm ơn anh. Rồi bây giờ em tự thưởng thức đi. Dạ. Lấy một miếng thịt gà có cả cà rốt với lại hành tây. Đó, cọng cải ngồng. Cải ngồng. Thôi thêm miếng ớt này đi. Ớt nè. Dẫn. Rồi bây giờ em phát biểu đi.
hơi hỏng quá các bạn. Thưa quý vị, thưa anh Vũ, bây giờ em xin được phát biểu về nhận xét của em về món ăn này. Món ăn này là một sự kết hợp rất là hài hòa giữa rau cải nè, thịt gà nè và các loại rau củ khác, ví dụ như hành tây nè hay là cà rốt nè. Nhưng điều đặc biệt làm nên hương vị thơm ngon cho món ăn này chính là sốt mà anh Vũ đã pha, có mùi thơm rất là dễ chịu của mè trắng nè. Bên cạnh đó còn có vị chua chua, hài hòa, cay cay của các nguyên liệu khác. Ngoài ra còn có một cái vị ngọt ngọt, chua chua, nhẹ nhẹ rất đặc trưng của sốt mayonnaise Ajinomoto ngọt dịu nữa. Đúng rồi, thưa các bạn, với công thức món sốt này thì không những chúng ta có thể làm trộn gà xé nè, chúng ta còn ứng dụng để trộn cho tôm, cá hoặc một số loại hải sản khác. Và chắc chắn là quý vị khán giả ngày hôm nay đã kịp ghi chép lại những gì đầu bếp Thanh Vũ hướng dẫn rồi, có đúng không ạ? Còn nếu như mà quý vị chưa kịp xem chương trình hoặc là quý vị chưa kịp ghi chép lại, chúng ta hãy lên trang web mongonmoinngay.com. Quý vị có thể tìm thấy lại chương trình ngày hôm nay và có thể theo dõi trở lại, hoặc tìm từ khóa món ngon mỗi ngày để đến trang web của chương trình. Nếu như quý vị có bất cứ một thắc mắc hoặc một đóng góp nào về món ăn này nói riêng cũng như toàn bộ chương trình món ngon mỗi ngày nói chung, thì quý vị đừng ngần ngại gửi thư cho chúng tôi về hộp thư số 620 Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, hoặc quý vị có thể gọi điện thoại về Trung tâm Tư vấn Khách hàng Công ty Ajinomoto Việt Nam số 083 823 7557. Còn bây giờ thời lượng dành cho chương trình đã hết rồi. Đầu bếp Thanh Vũ và Minh Châu phải chia tay với quý vị thôi. Chúc quý vị sẽ thực hiện thành công món cải ngồng trộn gà xé ngày hôm nay quý vị nhé. Xin chào, hẹn gặp lại. We'll be right back.